Tin giáo sứ An Phú, thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo sứ An Phú. Vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2018, giáo sứ An Phú hân hoan chờ đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường về chủ tế thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho 90 em học giáo lý chuyên chăm. Khởi đầu thánh lễ, cha Sở Gioan Sita Trịnh Xuân Cường giới thiệu Đức cha Giuse, quý cha tỉnh dòng thừa sai đức tin Việt Nam, Quý cha tỉnh dòng thánh thể cùng đồng tế trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn. Sau bài giảng của Đức cha Du Xe, cha sứ Doan Bao Sita giới thiệu quá trình học giáo lý xứng đáng của các em, xin Đức cha ban phép thêm sức. Các em cầm nến được thắp sáng trong tay, cùng cộng đoàn tuyên xưng Đức tin, và sau khi Đức cha Du Xe dâng lời nguyện thêm sức, các em xếp hàng tiến lên cung thánh, cha mẹ đỡ đầu đặt tay trên vai các em, và giây phút long trọng đã đến. Đức cha du xe gọi tên thánh, sức giàu thánh, ghi hình thánh giá ấn tín thiên liêng của Chúa Thánh Thần trên các em, để từ đây các em trở thành men, thành muối, thành ánh sáng cho trần gian. Thánh lễ kết thúc, một vị hội đồng mục vụ giáo sứ dâng lên tâm tình tri ân Đức cha du xe, quý cha, quý sơ, anh chị em giáo lý viên, cùng phụ huynh và những người đỡ đầu trong tâm tình biết ơn. Đức cha du xe bày tỏ sự vui mừng khi đến với giáo sứ An Phú một giáo sứ phát triển được nhìn thấy hôm nay và hy vọng vượt bậc trong tương lai. Xin Chúa Thánh Thần tuôn tràn ơn thiêng nơi tâm hồn các em đã nhận bí tích thêm sức để xin nhiều hoa trái cho giáo hội. Thánh lễ kết thúc, Đức Cha Giuse Xe ban phép lành, mọi người cúi đầu đón nhận. Các em chụp hình chung với Đức Cha và Quý Cha. Sau đó, mọi em nhận một phần quà và ra về trong niềm phấn khởi mình được lớn khôn trong ơn Chúa.